Anh Ken ơi, anh Ken. Anh Ken. Ôi, anh Tiến lên nhà mình kìa. Tiến lên nhà mình, cô mới điện cho em. Tụi mình đem xe xuống trả cho nó. Xong rồi cái giờ bữa nay nó lấy xe, nó chạy lên đây rồi nè. Nó tự lên hả? Ờ, cô mới điện nói với em á. Ủa, giờ nó đăng lên hay là sao? Nó đèn lên, nó không biết nó tới chưa nữa. Đi ra ngoài đi. Không biết, đi ra ngoài đi. Đóng cửa lại. Chiều tối rồi, tự nhiên chiều tối nó đi lên nè. Phải chi sáng sớm á. Gần 4 giờ chiều luôn rồi. Má biết thì con cũng mang xe về cho nó. Ôi, Tiến đi lên nhà mình kìa. Mang xe cho nó chi, trời ơi. Hồi nãy cô điện cho chị, cô nói là Tiến đang chạy lên, nó không biết chừng nào nó tới nữa. Trời ơi. Mà sáng rồi, một tống lên nhà trời con cũng tâm yên. Tối ngày bán hàng bị bơm hoài luôn á. Chị không biết nữa, cô mới điện cho chị á, nó đang chạy lên á. Nó chạy được bao nhiêu lâu rồi? Chạy nãy giờ 15 phút rồi. 15 phút rồi mới chưa đến. 15 phút rồi mới chưa đến. Không biết nữa. Không biết gì không rồi. Tự nhiên hôm qua biết gì không trả xe cho nó được rồi. Hôm nay nó bảo là nó đỡ chưa, nó hết chưa? Cũng đỡ, em không biết nữa, nhưng mà còn nghe nó uống thuốc thì của câu năm á, chưa có hết đâu. Nó mà lết cái xác nó lên đây ha. Em có biết đâu. Giờ gần chiều rồi, chiều tối cái nó chạy lên. Chiều chiều là xạo lắm luôn á. Bữa tụi mình có cúng ở ngoài đây nữa. Tự nhiên trả xe nó làm gì không biết nữa. Trời ơi. Ê, nó tới kìa. Trời ơi, Tiến ơi. Ơi, em lên đây làm gì? Trời ơi, em lên đây làm gì? Trời ơi, nó cười cười ghê quá. Mày chưa? Nói chưa anh? Nói chị. Ai đông du khe đúng luôn. Ôi cái gì vậy? Đừng vì cô đơn quá năm tạo một bàn tay khác. Yêu lung mêu lòng chỉ khiến đau càng nhiều. Cái gì á? Yeah. Tên gì? Nhớ. Tao tên gì? Nhớ gì đâu? Nhớ nào trời? Nhớ này nè. Nhớ này không? Nhỏ kia kìa. Nhớ nào? Nhỏ mộng 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 chúa. Mộng chúa. Nó nhỏ đó đâu rồi? Trên phòng á. Nhớ. Gì trời? Điện thoại hình xin mày nhớ. Ơi, à. Cộng dây chuyền không hay gì tiền lợ. Yeah.
đi vô nhà. Lên đây làm gì? Chơi. Chơi gì? Nhớ mọi người. Như ai? Mộng, mộng chúa nữa. Sao hả? Tỉnh chưa? Thích chơi. Chơi. Chơi, vui lắm. Biết đau đó. Cũng được chưa? Có gì? Đổ rồi. Ôi là trời. Đổ, mà đổ. Mắt kêu đổ, đổ đi nó mới chơi chung. Mày khùng quá à. Gọi mẹ nó mà mặt Phật lên đi. Không được. Không, nó bị gì vậy anh ơi? Không chơi được. Ơi bình tĩnh lại tí. Em đừng có gì nữa coi. Không chơi được. Rồi, đeo vô không chơi được. Ơi, ơi ngăn. Em chạy xuống em kêu chị Tiền nó, em tiến lên đây nó bị gì rồi nè. Nhanh đi. Mộng chúa, mộng chúa. Mộng chúa là bỏ Phật cho nó nghe. Em ăn gì chưa? Sao cái mỏ nó tím quá vậy? Cái gì? Em ăn gì chưa? Chị hỏi em ăn cái gì chưa? Đói. Đói kìa. Ăn gì? Ủa đâu ra đây hả? Mình chết à. Nhớ tỏi nè, ăn tỏi đi. Ý, tỏi à, có tỏi đi, cầm tỏi nè. Đi gì vậy anh em ơi? Đi về nhà đi. Sao lên đây chưa hết bệnh mà? Nhớ mà. Đây đi xuống nhớ. Ơi nói chuyện nhỏ nhỏ với nó rồi. Ơi xuống đi Tuyến. Xuống đi. Có đói không? Đi xuống ăn này, đi. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Anh kém đợi em. Hôm nay nó không đi vào phần mày. Nó tự chạy xe lên đó chị. Nó không đi lên luôn á. Thấy nhớ đường ghê thiệt. Ủa sao mẹ nó cho lên vậy? Mày con không có cho lên, con cũng không có cho lên, con mới điện em nè. Kìa xe nó ngoài trước cơ. Không sợ con khỉ nó đẩy ra. Ăn. Ê mày đừng có liếc tao Tiếng, tao sợ. Liếc thì ăn kẹo không? Không ăn. Ăn. Mày nó sợ tội mày. Trời, thích ra chưa vậy mà không thấy ghê hả? Đâu không đi, nó không đeo mặt phật. Có đeo không? Không, không đeo. Không đeo đi truyền thông mà. Mặt phật đâu mới tiêu rồi. Em có sao không? Một chút xíu đưa nó về, đưa là còn ăn nó nữa nè. Bị cái gì á? Trời. Ơi. Trời
trời, nó quýnh tiền không kìa ông nội. Thôi nó không chịu, coi đi cho nó ăn xong nó về. Đừng có nhét tỏi đâu nữa. Đi về ha. Đi về ha, này. Ở đây đúng không? Nó ngọt. Lên trên đầu rồi. Đi về nha, trời. Ăn mì nha, ăn mì xong đi về ở đây nha. Ăn mì xong lên trên lầu. Ờ, dẹp đi Vi, dẹp đi. Dẹp tỏi rồi. Đừng lọt trước mặt nó. Sao khóc vậy? Đi ghê lắm à. Mình dán bùi tùm lum mà. Không có vô phòng được à. Ừ. Ơi hồi nãy nó không có chạy vô phòng. Ơi ơi hồi nãy nó không có chạy vô phòng kiếm chị tiền mà chạy thẳng lên sân thượng á, mà lên tránh cái nó nói nhớ chị tiền. Sao nãy không vô phòng chị tí? Nặng lắm. Bùa lại ra. Hiểu ha. Ủa nhưng mà ở dưới nhà này ta tưởng hết rồi mà trời. Lọt đi. Ý là con nhỏ nó vô được mà vô nhà hàng này vô được á. Hiểu không? Lọt đi. Nó đói cho nó ăn đi rồi một mình đưa nó về. Không có lọt được dính luôn rồi. Trời 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 trời. Ơi nó thích ai, nó chị ngọt với nó lắm á. Tiếng. Ba Tiếng không? Nó đó. Anh cơm nha. Cay cay nước.
đâu có gai đâu. Con tôm ăn ngon lắm. Mẹ ăn đi. Có gai không? Ngon đúng không? Ăn ngon con luôn. Bây giờ đi về đi, đem cái mặt cái lọ đây, đi về ta đưa về nè. Đây, đúng vậy. Nhân lên, còn miếng thuốc ở đây nè. Tẩy nắp này lại, còn miếng là uống hết luôn đi. Nè. Đây, đi về, ta đưa về nè.